Ngày 15 tháng 12, nhà hàng Hai Lúa thành phố Long Xuyên đã cân mua từ thương lái con cá tra dầu khổng lồ nặng 230 kg. Con cá tra dầu khủng có bề hoành 1,7 m, chiều dài 2,5 m, nặng 230 kg do một người dân sống ở biển hồ Campuchia đánh bắt được, bán lại cho một thương lái. Sau đó, nhà hàng Hai Lúa thành phố Long Xuyên đã mua lại cá từ thương lái. Cá tra dầu rất nổi tiếng trên sông Mê Công, được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới đặc biệt quan tâm bởi đang có nguy cơ tuyệt chủng. Cá có đầu to và dẹt, miệng rộng, với hai râu dài ở hàm trên, trên lưng cá có màu nâu thẳm. Khi trưởng thành, nó có thể đạt chiều dài 3 m nặng 300 kg. Thịt cá tra dầu có màu đỏ tươi, da dày, rất dai. Những năm gần đây, loài cá này hiếm dần Trước đó, trong tháng 9 năm 2016, một lái cá ở thành phố Long Xuyên đã mua con cá tra dầu khổng lồ nặng trên 200 kg. Mới đây, trong tháng 12, một nhà hàng ở thành phố Long Xuyên cũng đã mua con cá tra dầu nặng trên 100 kg, sẽ thịt bán cho thực khách với giá trên 1 triệu đồng 1 kg.